Đôi bạn cùng tiếng Việt Phương Thoa và Viên VV cùng chung kiếp nạn máy lọc không khí. Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi. Hot TikToker Hàn Quốc phải bốc lịch vì lộ clip. Bạn trai đem clip Sandy Huỳnh chiếu lên màn hình LED ở quảng trường thời đại. Những sao việc có em trai, em gái nối nghiệp giờ ra sao? Đôi bạn cùng tiếng Việt Phương Thoa và Viên VV cùng chung kiếp nạn. Cả hai bị bốc trần quá khứ cùng một lúc và cách họ phản bác. Mới đây, trên các trang mạng xã hội bỗng rầm rộ lên thông tin về hai TikToker nổi đình đám Việt Nam từng có quá khứ đen tối. Cụ thể, tài khoản TikTok có tên chưa biết đã đăng tải những hình ảnh vô cùng đơn giản, viết vài ba dòng chữ về một nhân vật nào đó và được khán giả coi là bóc trần sự thật trên người nổi tiếng. Trước đó, tài khoản TikTok này cũng đăng tải thông tin về việc Phương Thoa và Viên VV. Mặc dù không nêu thẳng tên, nhưng phần nào khán giả cũng nhận ra nhân vật được nhắc đến là ai. Người này cho rằng việc Phương Thoa từng là kỹ thuật viên massage, vì không được ưu ái như đồng nghiệp nên đã dùng chiêu trò cover lại chiếc clip kiểm tra người của đồng nghiệp để khiến cô gái kia xấu hổ. Sau khi thông tin đăng tải thì Việt Phương Thoa cũng đã lên bài đính chính sự thật, cho rằng đó là vu khống và yêu cầu được biết mặt chủ tài khoản để cô còn đưa đơn kiện. Về phần Viên VV, cô nàng cũng bị chủ tài khoản này lôi lại chuyện từng là idol live trên các app livestream, show hàng. Ngay lập tức Viên VV cũng đã lên video kể về câu chuyện cuộc đời, trong đó cô nàng cũng đã nhắc về chiếc nghề idol livestream trước kia của mình. Viên mong là mọi người hãy nhìn cái sự tích cực hiện tại, những cái gì mà cái hình ảnh hiện tại Viên chỉ muốn đem lại vui vẻ cho mọi người thôi. Đây là hãy xem thử câu chuyện này còn kéo dài đến khi nào và kết cuộc sẽ ra sao. Là bạn thì bạn sẽ tin ai? Nạn máy lọc không khí, ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi. Bỏ ra chục củ xài cả năm mà như không xài. Trời đất ơi nè, năm qua không gặp què gì luôn. Để cái máy cho gia đình cho có niềm tin cho vui thôi, nhưng mà năm qua nó còn yên nguyên. Ê, này cà Vũ ơi, là Vũ. Ủa cái gì? Tao coi là tao nghi rồi. Bà nào mà có máy lọc không khí ở nhà mua rồi mở ra đi, tôi đảm bảo là còn cái bọc ni lông ở trọng đó. Mới đây trên nền tảng TikTok, những người dùng TikTok đã được một phen dậy sóng khi hàng loạt chiếc video về máy lọc không khí xài như không xài. Cụ thể, người tiêu dùng sau khi xem qua video của tài khoản TikTok nhà mật vét đã táo hỏa khi biết phía sau máy lọc không khí còn có một lớp bảo vệ. Phải tháo lớp bảo vệ đó ra thì máy lọc mới chính thức hoạt động. Nhưng nhiều người đã bị sốc ngang vì không biết điều này. Có người còn xài cả năm trời rồi mới phát hiện là mình tự lừa mình. Cuối cùng mới biết thì ra bỏ cả chục củ rinh con máy lọc về nhà, tưởng đâu đã sống trong bầu không khí trong lành, nhưng ai dè có cũng như không. Nhà nào đang xài máy lọc thì nhớ kiểm tra coi mình đã tháo lớp bảo vệ phía sau ra chưa nha, không là uổng công bỏ chục củ mà không xài được gì đó. Hot TikToker Hàn Quốc phải bốc lịch vì lộ clip, tất cả sự nghiệp vì một đêm say xỉn của mình. Quân Jeong được xem là hot TikToker đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Anh chàng thu hút 55,6 triệu người theo dõi, chàng trai sinh năm 1996 chuyên làm clip về những thử thách mẹo vặt trong cuộc sống. Với câu nói và rồi mẹ ơi, mới đây anh chàng bị cảnh sát bắt vì tội tập đánh vần. Video cuối cùng của anh chàng được đăng tải từ ngày 22 tháng 7 năm 2023. Cộng đồng mạng đặt nghi vấn tại sao anh chàng lại biến mất một cách khó hiểu như vậy. Cụ thể, đài FPS tiết lộ người có sức ảnh hưởng A và một người đàn ông khác đã bị bắt vì tập đánh vần với một phụ nữ. Ngoài ra, nội dung bản tin còn đưa thêm rằng anh chàng đã uống rượu với người phụ nữ đó, đưa cô gái về nhà người đàn ông khác và cả hai thực hiện hành vi với cô gái. Sau khi tỉnh dậy thì cô nghe tiếng động lạ của máy quay và thấy hai người đàn ông đã làm hại mình nên đã báo cảnh sát. FPS còn cho biết thêm anh chàng không đồng ý mở cửa và cảnh sát đã phá cửa để vào cuộc điều tra trên. Tính đến thời điểm hiện tại, anh chàng đã phải đối mặt với mức án 7 năm. Gần đây, cư dân mạng đang lan truyền clip 7 phút của anh chàng Quân Jeong và tên anh chàng đã trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Bạn trai đem clip Sandy Huỳnh chiếu lên màn hình LED ở quảng trường thời đại. Danh tính người này là ai? Hẳn phải có rất nhiều tiền. Nhân dịp Giáng sinh, mới đây Sandy Huỳnh đăng tải một đoạn clip flash món quà cực đặc biệt khiến người hâm mộ chú ý. Theo đó, khi đang dạo chơi tại quảng trường thời đại, Mỹ, Sandy Huỳnh được bạn tạo bất ngờ bằng cách chiếu hẳn một đoạn clip trên màn hình LED lớn tại đây. Cho những ai chưa biết, quảng trường thời đại mỗi năm có tới 50 triệu lượt du khách ghé thăm và cũng được mệnh danh là thánh địa quảng cáo ngoài trời đắt đỏ bậc nhất thế giới. Do vậy, để phát được đoạn clip của Sandy Huỳnh ở mặt tiền với màn hình lớn được nhiều người dự đoán, số tiền chắc chắn không phải dạng vừa. Ngay chính Sandy Huỳnh cũng ngỡ ngàng với độ chịu chi của chủ nhân món quà này. Bên cạnh đó, cô nàng cũng thể hiện sự vui mừng, hạnh phúc khi hình ảnh của mình xuất hiện tại đây. Đáng chú ý hơn, trong đoạn clip, điều khiến dân tình quan tâm lại chính là danh tính người tặng món quà đặc biệt này. Hơn nữa, giọng nói trong clip là con trai nên dân tình ngay lập tức đồn đoán đây chính là bạn trai của Sandy Huỳnh. Đó cũng là lý do mà Thanh tìm kiếm nổi bật hiển thị Sandy Huỳnh có người yêu. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng cô nàng cũng cho hay thời gian gần đây, Sandy Huỳnh liên tục che mặt một bạn nam xuất hiện cùng trong clip. Đây là điều chưa từng có với những người bạn khác giới khác. Do vậy, không ít người ngầm khẳng định
Jenny Huỳnh đã có người yêu. Những sau việc có em trai, em gái nối nghiệp giờ ra sao? Không ít sau việc phải nỗ lực để thoát khỏi cái bóng của anh chị là nghệ sĩ đình đám. Có anh chị là những nghệ sĩ nổi tiếng, vừa là cơ hội, vừa là thách thức, nỗ lực để không trở thành một bản sao. Phương Ly thoát mắt em gái Phương Linh. Phương Ly là cô em gái tài năng, xinh đẹp của ca sĩ Phương Linh. Giống như chị gái, Phương Ly cũng bén duyên với nghệ thuật. Có tài năng ca hát nhưng thời gian đầu vào nghề cô chưa thật sự gây chú ý. Phương Ly từng tham gia Vietnam Idol 2007 và lọt vào top 30 chung cuộc. Đến năm 2018, em gái của Phương Linh đã tạo được chỗ đứng nhất định giữa làng nhạc Việt bằng loạt ca khúc hot như Mặt Trời Của Em, Đã Lỡ Yêu Em Nhiều, Thằng Điên. Từ sau giai đoạn này, Phương Ly đã thoát mắt em gái Phương Linh. Cô hoạt động nghệ thuật tích cực và có lượng người hâm mộ chẳng kém cạnh chị. Hiện tại, Phương Ly vẫn thường xuyên đi hát và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Ở tuổi 33, Phương Ly rất trẻ trung, cá tính và ngày càng nhuộm sắc. Nữ ca sĩ có gương mặt trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Hiện tại, cô vẫn khiến dân mạng ngưỡng mộ vì sắc vóc nóng bỏng, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Nhiều fan khen Phương Ly có hình tượng như ca sĩ Hàn Quốc. Về sự nghiệp, cô nói không thích tranh đua vì muốn thoải mái tận hưởng cuộc sống bình yên. Mặc dù vậy, người đẹp luôn cố gắng để được khán giả công nhận nhiều hơn. Mono nỗ lực để thoát khỏi mắt em trai Sơn Tùng MTP. Ra mắt công chúng vào tháng 8 năm 2022, Mono là một trong những tân binh nhận được sự quan tâm từ truyền thông và công chúng. Việc ngậm thìa vàng khi là em trai của ngôi sao đình đám hàng đầu VBiz, Sơn Tùng cũng được xem là con dao hai lưỡi đối với nam ca sĩ trẻ. Không ít khán giả bày tỏ sự lo ngại và đặt ra câu hỏi liệu Mono có thoát được cái mắt em trai Sơn Tùng để chứng minh cho công chúng thấy cái riêng của mình. Thời gian qua, Mono tích cực làm với bản thân đồng thời khẳng định tài năng không thua kém bất kỳ ai trong showbiz. Đường dài mới biết ngựa hay, Mono không mất quá nhiều thời gian để chứng minh thực lực. Bằng chứng là những dự án của anh sau khi phát hành đều gây bão trên mạng xã hội, nhận về cơn mưa lời khen từ công chúng. Mới đây, Mono thu hút sự chú ý khi tham gia Sao Nhập Ngũ 2024. Nam ca sĩ vốn xây dựng hình ảnh có phần gai góc trong các MV. Thế nhưng, bên cạnh sự nghiêm túc, quyết tâm, lăn xả hết mình, Mono rất đổi dễ gần, dễ thương, vui vẻ và hài hước. Uyển Ân tạo nét riêng trong làng giải trí. Thời gian gần đây, Uyển Ân trở thành nữ diễn viên tiềm năng, được khán giả yêu mến sau khi tham gia bộ phim điện ảnh Nhà Bà Nữ. Thế nhưng, ít ai biết được chuyện để có sự nghiệp như hiện tại thì Uyển Ân em gái ruột của Trấn Thành từng chỉ đóng những vai phụ trong hàng loạt sản phẩm. Cũng có đam mê nghệ thuật, thế nhưng Uyển Ân không phụ thuộc vào anh trai nổi tiếng. Trấn Thành cũng không nhờ vả ai để em gái có vai diễn. Khi tham gia dự án phim điện ảnh của anh trai, Uyển Ân cũng phải trải qua vòng casting như nhiều người. Nói về áp lực khi nối nghiệp anh trai, Uyển Ân chia sẻ trước công chúng lên trường quay tôi cảm giác như anh Trấn Thành không còn coi tôi là em gái nữa. Anh ấy rất nghiêm khắc. Bình thường tôi hay tìm đến anh để nghe anh kể chuyện vui. Đi quay rồi thì khi không đứng trước ống kính, tôi toàn nghe anh vì thế nào cũng bị la. Có cảnh tôi mới thoại một, hai câu đã bị anh la và yêu cầu làm lại. Lúc đó tay chân tôi run hết. Cũng nhờ sự khắt khe của anh Thành mà tôi cảm thấy mình tốt lên từng ngày. Tôi hiểu anh chỉnh mình cũng vì muốn cho mình tiến bộ hơn. Nữ diễn viên Uyển Ân sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đặc biệt là ánh mắt vô cùng cuốn hút. Sau quá trình giảm cân, Uyển Ân trở thành mỹ nhân gợi cảm chẳng thua kém ai trong làng giải trí Việt. Người hâm mộ cho rằng em gái Trấn Thành sẽ ngày càng tỏa sáng và xây dựng được chỗ đứng riêng trong thời gian tới.